Liên quan đến vụ tai nạn chết người mà nạn nhân là một thành viên trong đội bảo vệ đoàn đua xe đạp ở Bình Dương ngày hôm qua, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, một clip mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet cho thấy là dường như đội dẫn đoàn tự va chạm với nhau rồi mới va chạm với xe của đội phượt. Theo như hình ảnh từ camera hành trình gắn trên mũ bảo hiểm của một thành viên nhóm mô tô phượt, nhóm này lưu thông từ phía sau đoàn đua. Một số mô tô chạy sang cả phần đường ngược lại với tốc độ rất nhanh như cố tình vượt lên đoàn xe bảo vệ. Sự việc trên khiến các thành viên bảo vệ đoàn đua giảm tốc và xe của hai thành viên đã xảy ra va chạm dẫn đến bị ngã ra đường. Đúng thời điểm này, một chiếc mô tô trong nhóm phượt phóng lên với tốc độ cao cán ngang người một thành viên bảo vệ đoàn đua. Vụ tai nạn khiến tay lái lìn mã sáng, thành viên câu lạc bộ mô tô quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tử vong và một người khác bị gãy chân. Những vi phạm giao thông của nhóm mô tô phượt đang được làm rõ. Tuy nhiên, dư luận đang có hai luồng ý kiến trái ngược về nguyên nhân vụ việc. Anh Lê Thống Sử, người chia sẻ đoạn clip cho biết, trước khi nhóm mô tô phượt của anh vượt lên đã được sự cho phép của trưởng đoàn bảo vệ đoàn đua. Tuy nhiên, nếu xét theo luật giao thông đường bộ thì dường như xe của nhóm phượt đã vi phạm tốc độ, không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Tai nạn đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu các xe đi đúng tốc độ cho phép.